64 trận đấu của vòng chung kết World Cup 2006 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV7 và HTV2 từ ngày 9 tháng 6 đến 10 tháng 7 2006. Đừng bỏ qua cơ hội xem World Cup 4 năm mới có một lần. Toshiba, Coca-Cola hân hạnh tài trợ phát sóng FIFA World Cup 2006. Tôi yêu cuộc chơi này, giành chiến thắng, tôi cũng là người chiến thắng.
rượu bia. Toshiba Hybrid Plasma. Toshiba